Ê Lâm Chi, con nhỏ nhà quê Tâm Anh á, dạo này sao rồi? Càng ngày càng thấy nó càng dơ đáng. Dơ đáng là gì vậy? Có nghĩa là dơ dáy và đáng ghét. Chú ơi, tính tiền. Có người tính tiền giùm cho tụi con rồi đó. Ai vậy chú? Cậu nhóc bên kia kìa. Ôi đẹp quá à. Còn nít quỷ. Các bạn, mình muốn nói chuyện với bạn một chút. Người ta muốn nói chuyện với tôi kìa gì? Thôi cho tôi lại xíu thôi. Đi về. Đi về. Ê bà, muốn nói gì đây? Mình tên là Tuấn Khải, mình rất thích bạn, bạn là bạn gái của mình nha. Gì? Bạn nên biết á, người bạn trai của mình phải do mình lựa. Còn nít quỷ. Dạ hả, mình xin lỗi nha. Ê, đâu vậy? Tuấn Khải, từ nay là bạn trai mình nha. Mình lựa bạn ơi. Còn nít quỷ à. Đi theo mình nè. Mình xin lỗi. Ai vậy? Đừng để ý tới nó. Mẹ mình thuê chị nó giúp việc cho nhà mình. Nó toàn theo ăn bám thôi à. Nó nghèo tới nỗi mà ba mình phải tặng cái túi cho nó đi học á. Mắc cười không? Thì ra là vậy. Thôi bây giờ mình vô phòng đi nha. Phòng mình ở bên đây nè. À mà quên, bạn là con trai đầu tiên được đặt chân vô phòng mình, phước ba đời đó nha. Vô đi. Ủa, em về rồi hả? Ủa, sao chị mặc đồ của anh Nguyên vậy? Đã Nguyên không, mà không vừa nữa, cho nên chị xin cô cho chị rồi. Sao, đẹp không? Bạn thấy hai con búp bê này đẹp không? Đẹp. Nó là hai con búp bê mình thích nhất á. Dạ, anh chào cô. Cô chào con. Nè, mời hai đứa ăn trái cây nha. Dạ, con cảm ơn cô. Nè, con học chung lớp với Lâm Chi hả? Dạ, con mới chuyển trường thôi à. À, học chung trường thôi hả? Dạ. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ, ba con là giáo sư, còn mẹ con là giáo viên dạy cấp 2. Chà, nếu vậy chắc con học giỏi lắm hả? Dạ, ở trường cũ thì vậy chứ, ở trường mới này con không biết. Vậy mẹ hỏi gì nhiều quá vậy? Tụi con cũng có chuyện riêng muốn nói mà. Biết rồi, mẹ xin lỗi được chưa? Nè, hai đứa chơi vui vẻ nha. Có gì gọi mẹ nha. Ăn trái cây đi con. Mẹ toàn hỏi chuyện không đâu à. Người lớn thường vậy mà. Bạn sao vậy? Không có gì. À, để tình cảm của tụi mình được lâu dài hơn á, thì bây giờ tụi mình nói chuyện trước ha. Bây giờ bạn muốn nói chuyện gì? Bây giờ mình muốn đi vệ sinh cái đó. Thôi được rồi, bây giờ bạn mở cửa ra, đi thẳng sau đó rẽ trái thì sẽ thấy nhà vệ sinh liền. Cảm ơn bạn. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật bố. Sao bạn vô đây? Chào bạn, mình tên là Tấn Khải. Còn bạn? Mình tên là Tâm Anh. Tên bạn đẹp mà người cũng đẹp nữa. Hả? Bạn có bạn trai chưa? Đó giờ chưa có. Nếu vậy thì tốt. Bây giờ mình sẽ là bạn trai của bạn nha. Hả? Nhưng mà bạn đã là bạn trai của Lam Chi rồi mà. Trước đó thì vậy. Còn bây giờ mình sẽ là bạn trai của bạn. Ngày mai sau giờ tan học, bạn nhớ qua sân chơi cái bên trường nha. Tuấn Khải ơi, bạn đâu rồi? Nhớ đó phải qua nha, không qua là mình không có về đâu á.
Bye. Nhưng mà cái gì nữa đây không biết. Tâm Anh, Tâm Anh. Ôi trời ơi, mình đã hẹn bạn ở sân chơi rồi mà sao bạn không đến? Nhưng mình đâu có nói mình sẽ hẹn với bạn đâu. Mình đã nói là không gặp không về rồi mà. Chẳng phải bạn đang đứng đây mà. Nhưng mà mình đã đợi bạn hơn 20 phút. Bộ bạn không thích mình hả? Mắc mớ gì mình phải thích bạn chứ. Làm chi mà biết chuyện này, chắc chắn mẹ sẽ nổi điên lên cho mà coi. Mặc kệ bạn ấy, mình đã nói là mình là bạn trai của bạn rồi mà. Mệt quá, tránh ra cho mình đi đi. Thôi đi mua kẹo mình đi. Đó là không kẹo rồi mà. Bỏ mình ra cho mình đi. Hai người lấy chân đi đó. Hai người sao lại đây? Tại sao vậy hả? Nè Tâm Anh, ai cho phép mày đi chung với Tuấn Khải của tao? À, không có vậy, đừng làm vậy với Tâm Anh. Bạn ấy không thích nhưng mình rủ đó thì sao? Bạn nhâm đứng về phe của nó hả? Nè, bạn là bạn trai của mình chứ không phải là của Tâm Anh. Bạn hãy mau tỉnh táo lại đi. Lam Chi, bạn nghe rõ nè. Lúc đầu mình thích bạn vì bạn đẹp, nhưng càng tiếp xúc với bạn, mình thấy tính tình của bạn không dễ thương bằng Tâm Anh. Mình không tin chuyện đó được. Tại sao bạn thích nó không mình chứ? Nó chỉ là một đứa ăn bám nghèo hàng dơ bẩn nhà mình. Vậy mà bạn lại thích nó. Mày, mày đã làm gì Tuấn Khải của tao? Không qua bạn ấy giờ còn nói thích tao, tại sao hôm nay bạn ấy lại nói thích mày hả? Mình đâu có biết được. Không biết. Tâm Anh không làm gì sai cả. Nếu bạn muốn đánh thì bạn đánh mình đi nè, đánh đi. Tuấn Khải, bạn dám nói xử với mình như vậy hả? Tại sao bạn thích một đứa em gái của người làm nhà mình? Mình có điểm gì không bằng nó chứ? Thôi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mình sẽ điện lại cho bạn. Tuấn Khải, đừng đi. Đừng đi mà. Tuấn Khải. Làm chi à? Tâm Anh, mày đứng lại. Mày đứng lại chưa? Một sự hiểu lầm thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Tuấn Khải của bạn hết trơn. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Nói thiệt mà Lam Chi. Mày còn trái chồng tao nói đi đúng không? Tuấn Khải, đừng có bỏ mình mà. Lam Chi à?
bạn làm bạn trai mình nha. Mình nghĩ rất là đẹp á, nhìn nè. Âm chi à, bạn bị điên hả? Âm chi à, bạn bị cái gì vậy? Bạn đừng dậy nữa nè. Mình là ai vậy? Đừng xí vào chuyện người khác. Biến như ngày trực con, giờ đang